Thưa quý vị, cũng trong ngày đầu của tuần lễ chào mừng Phật Đản, sáng qua ngày 8 tháng 5, tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử cùng các ban ngành chức năng tỉnh An Giang đã tổ chức lễ khánh thành Thiền viện Trúc Lâm An Giang. Tham dự buổi lễ có Đại tướng Phạm Văn Trà, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh An Giang, Hòa thượng Thích Nhật Quang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm, cùng lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh bạn, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh An Giang và các tỉnh lân cận, cùng đông đảo bà con Phật tử trong và ngoài tỉnh An Giang đã phân tập về tham dự. Thiền viện Trúc Lâm An Giang tọa lạc tại ấp Đông Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, trên diện tích toàn khu vực gần 15 hectare, với 18 hạng mục công trình quan trọng phù hợp với đặc thù của Thiền phái Trúc Lâm và mang sắc thái đậm nét phong cách của Phật giáo Việt Nam. Công trình được khởi công vào tháng 11/2017, qua gần 5 năm xây dựng với sự phối hợp hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương, sự ủng hộ tài lực, vật lực của đồng bào Phật tử, các mạnh thường quân, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phạm Văn Trà, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, người khởi xướng kêu gọi Phật tử, nhà hảo tâm đóng góp xây dựng Thiền viện Trúc Lâm An Giang cho biết, việc hoàn thành thiền viện không chỉ là biểu tượng sinh động, có ý nghĩa về mặt tâm linh, mà còn là công trình kiến trúc nghệ thuật đồ sộ, tạo nên không gian thờ tự tôn nghiêm cho Phật tử tỉnh An Giang. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, việc xây dựng thiền viện Trúc Lâm An Giang thể hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện quyền bình đẳng giữa người có đạo và người không có đạo, khẳng định chính sách của nhà nước luôn quan tâm chăm lo đến đời sống tinh thần của người dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang mong muốn thời gian tới, Thiền viện Trúc Lâm An Giang sẽ tiếp tục động viên tu sĩ Phật tử, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển kinh tế xã hội, an sinh phúc lợi xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Thay mặt Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm, Hòa thượng Thích Nhật Quang gửi lời cảm ơn đến các cấp chính quyền địa phương, các Phật tử gần xa, đặc biệt là Đại tướng Phạm Văn Trà, người đã khởi xướng kêu gọi xây dựng ngôi Phạm Vũ uy nghiêm, góp phần tạo nên sức sống mới trong đời sống tâm linh nơi vùng đất Thoại Sơn. Thiền viện Trúc Lâm An Giang ra đời không chỉ là nơi tu hành của tăng ni Phật tử trong vùng, mà còn góp phần phát triển không gian kiến trúc cảnh quan xanh sạch đẹp, theo đúng quy hoạch và định hướng phát triển của tỉnh, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh tín ngưỡng của người dân và du khách thập phương, vừa tạo thêm cảnh quan du lịch sinh thái cộng đồng. Công trình có ý nghĩa góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống của văn hóa Phật giáo, kết nối các di tích lịch sử, văn hóa truyền thống của địa phương.